Vậy bây giờ chúng ta chuyển sang bài toán lãi suất nhá. Với bài toán này chúng ta làm tương tự thôi, cũng khá là dễ. Đây. Chuyển sang bài toán lãi suất đi. Thì với cái bài toán lãi suất đấy, chúng ta có những công thức này cần nhớ. Đó. Và ấy, người ta thường hỏi về công thức này hơn, tức là lãi gộp hay lãi kép ấy. Nhưng mà không không chỉ hỏi là chúng ta tính, mà chúng ta phải tính thêm một số cái khá là nó khá dài dòng nữa, như ví dụ như là cái đề cuối cuối kỳ ấy của kỳ trước. Đấy, một lát nữa chúng ta sẽ cùng xem đây. Đấy, lãi gộp kép thì rất là dễ thôi đúng không? Tức là nó sẽ bằng là gì? B bằng A nhân 1 cộng R tất cả mũ N. Cái công thức này chắc hẳn chúng ta ở lớp 1 hay lớp 12 đó đã học rồi đấy. Tức là đây là gì? Số tiền này sau khi gửi này, đấy nó sẽ bằng là số tiền gửi ban đầu đúng không? Nhân với cả 1 cộng với lãi suất. Đấy, và tất cả mũ là số năm thôi. Đấy là số kỳ thôi. Nhớ nhá là cái R và N nó phải cùng đơn vị. Đúng không? Nếu mà N là ví dụ theo tháng chẳng hạn thì lãi suất cũng phải theo tháng nhá, chứ không thể nào mà tính cái này theo tháng mà cái này theo năm được, đúng không? Đó. Đây có lãi gộp liên tục đây, nhưng mà thấy này. Nếu mà năm là một kỳ ấy thì công thức của chúng ta là như này. V bằng V0 nhân E mũ RT. Đấy. Trong đó là V là số tiền lúc sau này, còn V0 là số tiền lúc đầu này, là E thì chúng ta biết rồi. E là cho học trong chỗ mà loga logic ấy, đấy, của mũ RT. R nhân T đấy, R là đây là lãi suất này, ok, T là số năm thôi, thời gian thôi đấy. Ủa nhá, đấy thì bình thường nó sẽ có những cái bài toán như này, có số tiền A lãi suất từ 100 trên năm, sau N năm số của số tiền B, tuy nhiên nó khá đơn giản đây, chúng ta cần tính này, số tiền sau N năm này, đấy sau đó ta tính NPV ra, nếu mà lớn hơn không có nên đầu tư, nhỏ hơn không thì không nên đầu tư, đấy, bài toán hai nó cũng khá tương tự như thế. Đấy, tuy nhiên ấy, ở trong đề kỳ trước người ta không còn hỏi này nữa, bởi vì cái này nó là bài toán kiểu mẫu ấy, người ta không muốn hỏi mà người ta muốn kiểu như là nó sẽ như này. Mọi người thấy cái đề mà kỳ trước không? Ngày 21 tháng 1 2022 ấy mà người ta vẫn ghi là 2021 ấy ở dưới ấy, qua năm đề ấy. Qua năm đề là lại đến đề số 1 nữa đấy. Người ta ghi là 21 tháng 1 2021 đấy. Thật ra nó là thi ngày 21 tháng 1 2022, nhưng người ta chưa sửa. Đấy, thấy không? Thấy các câu 1 đấy lạ không? Người ta toàn hỏi về lãi suất rồi. Đấy, cho nên kỳ trước mới có nhiều bạn không làm được ấy. Như là câu như này. Cái mấy câu này nó khá cần suy nghĩ khá nhiều ấy. Đây, bây giờ ta thử làm ví dụ cái câu 1 của đề số 1 nhá. Nó cũng chỉ có mấy công thức như thế thôi, tuy nhiên là mình lại phải kiểu phải suy nghĩ khá nhiều. Đây. Ví dụ đây luôn đi. Kiểu như mọi kỳ á là kiểu thi người ta toàn hỏi câu 1 là một thị trường thôi mà, cái bài toán mà min max một thị trường ấy. Như vừa nãy thôi, hiểu dễ. Nhưng không hiểu sao kỳ trước người ta lại cho mấy câu như này. Thì bây giờ ta cứ ôn hết. Nhớ đâu biết đâu thì offline nó lại dễ, nó lại cho toàn mấy cái kia thôi. Đây ta xem này. Một người gửi tiết kiệm 150 triệu đồng theo hình thức lãi kép. Đây, nhớ thấy lãi kép không? Lãi kép nó là cái công thức nào đây? Đây đúng không? Lãi gộp hay gọi là lãi kép ấy thì nó công thức ở như này đúng không? Kỳ hạn 1 năm. Lãi suất tiền gửi trong 1 năm là x. Đấy, người ta cho lãi suất là x nhá. Nằm trong đoạn từ 0 5% đến 7%, tức là cái lãi suất này ấy, nó chỉ từ 5% đến 7% thôi, chứ nó không ra ngoài hai đoạn này. Sau 4 năm thì người đó rút cả vốn và lãi, sau đó lại người đòi này vay ngân hàng số tiền là từng này với lãi suất x như trên. Hỏi số tiền sau 4 năm người này nhận được là bao nhiêu, số tiền sau 3 năm người này phải trả ngân hàng là bao nhiêu, và x bằng bao nhiêu số tiền còn lại sau 3 năm là nhỏ nhất. Ok, đấy, đây là có nhảy thôi. Ok, thì mọi người đọc mọi người có cảm nhận gì không? Nhìn mệt thật đấy. Đây, ta cứ xuất phát từ gì hỏi thôi. Ví dụ đây, số tiền sau 4 năm ngày nhận được bao nhiêu đúng không? Và người ta bảo đây là gì? Theo hình thức lãi gì? Thì công thức người ta biết rồi đúng không? Đây, nó như này. Đúng chưa? Số tiền sau từng này năm là B bằng A nhân 1 cộng R mũ N. Tức là gì? Số tiền ấy sau một thời gian là N năm thì sẽ bằng là gì? Số tiền gốc ban đầu
nhân với 1 cộng lãi suất mũ số 5, đúng không? Vậy chúng ta có thể trả lời khá đơn giản, đó là gì? Số tiền, nếu là chúng ta câu 1, câu 2 ấy, cái thứ chúng ta chỉ nhớ công thức này thôi. Đấy, số tiền mà sau 4 năm người này nhận được là, đúng không? Tức là áp dụng ở công thức này, tức là sau 4 năm của công thức này thôi. R bằng 5 rồi, tất cả có hết rồi, cũng không không, không khó lắm. Rồi sau 4 năm người này nhận được là, nếu này áp dụng đúng công thức thôi. Đây, đúng không? A là số tiền đầu tiên người ta gửi, thì số tiền người ta gửi là bao nhiêu? Đúng rồi, 150 nhân này, nhân bao nhiêu? 1 cộng R tất cả mũ N. Ở đây là 1 cộng R, đây chúng ta biết chưa? Lãi suất đó, lãi suất đây là mấy? X thì chúng ta cộng x thôi, với x thuộc từ 5% đến 7% vậy thôi. Xong tất cả mũ gì? Mũ N đúng không? Mà N đây là mấy? Ủa? N là 1. N là 1 à? N là số 5. Đây, với câu A vừa bảo là người này sau 4 năm xong, bây giờ lại bảo 1. Ok. Đây là lãi kép kỳ hạn 1 năm thôi, chứ không phải là số tiền sau 1 năm, đúng không? Sau 3 năm người này phải trả ngân hàng cả vốn và lãi là bao nhiêu? Đấy. Thì đây, số tiền này thì là số tiền đây, cái công thức ấy nó cũng là như này thôi, được không? Bây giờ người ta không bắt chúng ta tính số tiền được nhận mà chúng ta tính bắt số tiền phải trả, thì nó cũng tương tự đúng không? Từ đây, số tiền này, số tiền được nhận này cũng bao gồm cả gốc và lãi rồi. Thì tức là thì chúng ta tính ra cái số phải trả ngân hàng cả gốc và lãi chúng ta cũng áp dụng công thức này thôi. Được chưa? Đấy, chúng ta thấy này, sau 3 năm người này phải trả ngân hàng cả vốn và lãi là, thì chúng ta nói y như thế thôi. Là bao nhiêu thì áp dụng nhá. Đây, đầu tiên là gì? Chúng ta phải xem là ban đầu đúng không? Đây, số tiền này ban đầu, không phải ban đầu gửi nữa mà là ban đầu vay, đúng không? Với cái số tiền phải trả ấy, chúng ta phải hiểu đây là ban đầu vay này. Đấy, đây là 1 cộng lãi suất và nhân với mũ, cái này là mũ 5 thôi, được không? Đấy, còn nếu mà tính số tiền được nhận thì đây là số tiền đầu tiên ta gửi, là nó chỉ ngược lại nhau thôi. Nếu mà chúng ta xem đi. Sau 3 năm người này phải trả ngân hàng cả vốn và lãi là bao nhiêu? Thì đầu tiên chúng ta phải xem là người ta vay bao nhiêu đã. Người ta vay bao nhiêu? Ừ, 1060 chia 75 đúng không? Đó. Ủa, lại còn vay số lẻ thế nữa. Ok. 1060 chia 75 thì chúng ta cứ ghi nguyên thôi. Không sao. 1060 chia cho 75. Đó. Sau đó làm gì nhỉ? Cũng như trên thôi. Sau đó ta nhân đúng không? Đây cũng là lãi kép mà. Thì làm tương tự thôi. Nhân cái gì đây? Đúng rồi. 1x. Tất cả 1,3 đúng không? Bởi vì đây lãi suất vẫn là x mà. Bây giờ với cả người ta vay 3 năm mà. Đấy. Thì nó chỉ là mũ 3 thôi. Đấy, đơn giản thế thôi. Xong hai câu rồi đấy. À, ở đây là nó bảo người là người ta bảo là đây là gửi thì là lãi kép, nhưng mà khi mà mình vay ấy người ta không nói là lãi kép hay là lãi kép, như lãi gộp hay là lãi gộp liên tục, thì mình sử dụng, mình biết là mình sử dụng cái nào. Như này, với lãi suất như trên, tức là nó vẫn theo cái hình thức lãi kép này thôi. Vâng. Nếu mà người ta muốn chúng ta tính theo lãi gộp liên tục, chắc chắn người ta phải nói. Không phải nào mà người ta nói này mà để người ta suy nghĩ được. Nếu người ta không nói gì, người ta cứ mặc định là làm theo cái đoạn này. Đấy, thì nó bảo lãi gì. Đấy, thì người ta làm theo. Được không? Đây này, tức là người ta gửi 150 triệu này sau 4 năm nhá. Xong người ta rút ra, sau đó người ta lại đi vay. Vẫn với như thế này, vẫn tức là vẫn với hình thức lãi kép. Đấy. Và lãi suất thì nó vẫn là như thế. Ok. Có xe người ta bảo là x bằng bao nhiêu đây, cụ thể bây giờ người ta bắt chúng ta tìm x rồi này. Tìm x ở đây người ta bảo là gì? X bằng bao nhiêu để số tiền người này còn lại sau 3 năm là nhỏ nhất.
Đó thì bây giờ chúng ta làm như nào? X bằng bao nhiêu nhá, tức là cái lãi suất này bằng bao nhiêu ấy để số tiền người này còn lại sau 3 năm là nhỏ nhất. Đó, thì nhá, chúng ta sẽ phải tính nào đúng không? Đây. Số tiền còn lại sau 3 năm đúng không? Tức là người ta nói này, sau 3 năm người này phải trả ngân hàng bao nhiêu đúng không? Tức là sau 3 năm này ấy, thì số tiền còn lại này, người ta bảo sau 3 năm tức là sau 3 năm của cô B ấy. Được không? Thì người ta phải tính gì? Cái số sau khi trả ngân hàng nhá, tức là sau 3 năm mà sau khi đó người ta trả ngân hàng rồi đúng không? Đấy, thì chúng ta phải tính là sau khi trả ngân hàng thì số tiền còn lại là đúng không? Tức là người ta sau khi người ta đi đi gửi ấy, đấy, sau 4 năm người ta gửi này, sau đó người ta đi vay sau 3 năm, xong rồi câu C người ta bảo gì? X bằng bao nhiêu là số tiền người này còn lại sau 3 năm mà nhỏ nhất? Đấy, tức là phần chênh lệch giữa cái số tiền được nhận, tức là số tiền phải trả, đúng không? Trả số tiền còn lại, hiểu không? Ừ, là đúng này, tức là chúng ta cần lấy cái gì thôi, số tiền được này được nhận đúng không, trừ đi số tiền phải trả thôi, thì chúng ta đặt có thể đặt nó là một hàm fx chẳng hạn để chúng ta xét cho dễ. Đấy, thì đây nó sẽ là số tiền được nhận, nó trừ đi cái số tiền phải trả thôi này, xong nhá. Và bây giờ người ta muốn cái gì, số tiền còn lại đây, thì chúng ta tìm ra được một cái hàm của số tiền còn lại rồi đúng không? Thế người ta muốn là làm sao? Là min đúng không? Tức là đây là cái bài toán mà chúng ta làm ở hồi cấp lớp 12 thôi. Đấy, tức là chúng ta đang tìm tìm x để ép min, còn được cách tìm không? Thì cái hàm x này min này. À, còn được cách tìm không? Ta nhắc lại một chút này. Rồi nhá, chúng ta phải tìm này cái giá trị của x để cái f này min đúng không? Và chúng ta biết x thuộc đâu rồi? Thuộc từ 5 đến 7% đúng không? Đoạn từ 5 đến 7, tức là đây là tìm giá trị nhỏ nhất trên đoạn đấy. Hồi chắc hồi lớp lớp 12 là kiểu toàn bằng máy tính đúng không? Kiểu thay bồ rồi từ thay vào là nó tìm cho chúng ta luôn trên đoạn đó. Còn cũng có cách làm kiểu như là chúng ta có thể làm nhà làm tự luận được á. Đây. X thuộc này. Ngoặc vuông nhá. Ok. À đây, đây đâu phải ngoặc vuông. Ngoặc vuông đôi. Không ngoặc vuông. À đây, đây, đây. X thuộc từ 5% đến 7% đúng không? 5% đến 7%. Đúng không? Ok. Đó, thì bây giờ nhá, chúng ta có thể làm bấm máy cũng được, hoặc là chúng ta không thì chúng ta làm theo cách tự luận chẳng hạn. Thì cách làm của chúng ta nhá, nhắc lại một chút, đó là chúng ta sẽ tìm này f phải x bằng 0. Đấy, sau đó chúng ta tìm điểm dừng đúng không? Tức là chúng ta giải f phải x bằng 0 ra có bao nhiêu nghiệm đấy, xong xem có thuộc đoạn này không. Nếu mà thuộc thì chúng ta thay này cái giá trị đầu mút này, hai giá trị đầu mút và giá trị thuộc đó vào cái f này, cái nào nhỏ nhất thì đấy chính là f min, nào lớn nhất thì đấy chính là f max. Làm vậy thôi. Đấy, đầu tiên ta phải tính cái đạo hàm ra, được không? Và cái đạo hàm này tính không khó đúng không? Đây. F phẩy x sẽ bằng, ta tính thôi, 150 nhân 4 là bao nhiêu nhỉ? 600 đúng không? 600 một cộng x mũ 3. Nhân cái này mũ 2 là xong đúng không? 2 12 trên 5, ok. Nhưng mà chúng ta không cần vẽ bảng bên kia đâu. Không phải vẽ đây bằng không. Nhưng mà bằng không thì giải đi xem là có nghiệm không. Cái này bấm bấm máy luôn đấy. Tức là chúng ta coi này là một ở đích này. Đấy, bấm lấy hai số này ra thôi. Thôi nếu mà có thay lại tí vào là xong. Tuy nhiên là
thử tìm xem có không. Thì có thuộc cái đoạn này không? Hai anh em nhá, nhớ x có điều kiện thì mình phải xem là cái mình tìm ra có thuộc thỏa mãn không, thì hai cái đó có thỏa mãn không. Thì nhưng mà thế có thỏa mãn không đã? Ừ, không thỏa mãn đúng không? Đấy, vậy tóm lại là chúng ta chỉ có hai cái giá trị này thôi, đúng nào, để chúng ta thay thôi. Vậy thì bây giờ bước tiếp theo thì thay, ừ, thay vào thôi. Đấy, tức là thay F này, F, F tại 5% và F tại 7%, vậy thôi. 5% này không là 7% này. Đấy, đây là cách làm thủ công để tính min max ấy. Hồi trước đi học cô anh toàn bắt làm tay thôi, không cho bấm máy đâu, mãi lúc thi mới bấm máy nên là vẫn nhớ sương sương. Ok đấy, thì thay vào thôi. Đây cụ thể ép đây thì thay 5% vào đây này và 7% vào đây này, xem cái nào nhỏ hơn. Cái nào nhỏ hơn thì cái đó chia min luôn, đúng không, bằng đi. Năm bảy chín à, năm một bảy chín, mười chín phẩy ba chục đúng không, ba mươi. Ok đấy, tóm lại là cái nào nhỏ hơn. Ừ, thế người ta đang bảo là sơn nhỏ nhất, thì vậy là đây, thì vậy chúng ta biết x bằng mấy chưa, biết chưa. À, người ta hỏi này bằng bao nhiêu để số tiền người này còn lại sau 3 năm là nhỏ nhất. Thì đây ông ta đã tìm được số tiền còn lại sau 3 năm đây rồi, và ông ta cũng đã tìm được số tiền còn lại sau 3 năm nhỏ nhất là bao nhiêu rồi, thì ứng với nó là x bằng mấy đây. X chỉ thuộc dưới đây thôi, nó thay vào đây này, thấy không, thấy cái giá trị này không. Đấy, vậy thì x bằng mấy hả, x một trong số là chỉ sao. Ừ, x 165,96 được. X nó chỉ thuộc 5 đến 7% thôi mà, đúng không? Nãy giản thế thôi, hiểu ra xong câu 1 này rồi. Khó. Đấy, nói chung là nếu mà vào tự nhiên mà chưa chưa biết gì nên nhìn cái đề này cũng mệt phết đấy, kiểu không bắt đầu đâu ấy, theo khoa học mấy cái lãi này. Đấy thì đến lướt xuống luôn đi, thấy cái đề số 2 không, có đúng không. Đề số 3 lại có tiếp. Đấy, có 3 đề là có này. Đúng rồi. Còn đề số 4 với đề số 5 thì không có. Đề số 5 này quen này. Tí em về làm cả đề số 5 nhá. Tí về làm câu 1 đề 5 nhá. Đề số tí em về nhắc sau. Tí em nghỉ nhắc sau. Bây giờ làm nốt cái đề số 2 và số 3 nhá. Câu 1 á.